Giờ các anh em mình sẽ tiếp cận để tìm hiểu cô ha. Con hỏi tới ví dụ như cô buồn á, bà buồn á, rồi con hỏi tới là cô khóc. Buồn gì có thể nói để tụi con có thể hỗ trợ bà được phần nào? Cô cũng buồn đủ thứ hết trơn, lo tới giờ mà hết tiền mình uống thuốc rồi không biết tiền đâu. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt bên bờ sông Hậu thuộc thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại khu vực chợ nổi Cái Găng. Đây là một trong những cái chợ nổi khá là nổi tiếng. Ở miền Tây thì có 3 chợ nổi cô bác quý anh chị: chợ nổi Cái Găng, chợ nổi Ngã Bảy và chợ nổi Long Xuyên An Giang. Bùi Hồ đến đây không phải để tham quan chợ nổi, vì Bùi Hồ với các anh em là người miền Tây mà. Hôm nay thì gặp cái con chợ nổi này có một hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Đó là một người cô hàng ngày cô phải sống ở trong tấm bạt vỏn vẹn chưa đầy 4 mét vuông, và tối thì phải ngủ ở trên băng ghế. Cuộc sống của cô thì đắp đổi qua ngày, ai cho gì ăn đó. Theo được sự giới thiệu của người dân nơi đây thì cô không chồng, không con, và cuộc sống phải nương tựa vào sự yêu thương của những người buôn bán trong cái khu vực chợ này ở cô bác anh chị. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng qua bên đây với Bùi Hồ ha. Mình sẽ tiếp cận để tìm hiểu cô ha. Chào cô. Chào cô. Cho tụi con nơi cái mic cái ha cô ha. Cô ơi, cô năm nay bao nhiêu tuổi, cô tên gì và quê quán mình ở đâu ha? Cô thứ bảy, tên bảy luôn. Cô bảy ha. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô 70. 70 tuổi rồi. Rồi cô có chồng con gì không? Không, cô không có chồng con gì hết. Vậy hả? Không có ai hết. Tại sao cô phải sống ở đây? Thì cô đi tứ xứ vậy đó. Cô đi mấy chục năm rồi. Rồi trước còn mặn nổi thì còn đi bán vé số được. Rồi bây giờ hết đi được. Mấy tháng nay là cô không có đi gì được. Quê gốc cô ở đâu? Cô quê gốc ở Bạc Liêu. Bạc Liêu, cô ở huyện nào? Cô xã Hiệp Thành. Xã Hiệp Thành, huyện nào cô? Cô đi hồi còn nhỏ, cô biết xã đó thôi. Ôi, cô không biết huyện hả? Lâu quá cô cũng quên, cô hay quên đó. Không có con cái gì? Không có con cái gì. Rồi vì đâu mà cô lại biết cái nơi này, rồi cô tá túc tại nơi này? Cũng như là cô xuống xe chân cầu Cái Găng đi lại đăng chút đó, là cô lội dài là lúc đầu là bán được vé số, còn bây giờ là không có bán gì được đó. Cô có anh chị em gì không? Không, còn cô đi hồi còn nhỏ. Nhỏ là bao nhiêu tuổi hả cô? Mấy tuổi, năm nay cô 70 rồi. Dạ, vậy là cô đi mười mấy tuổi là cô đi. Vì sao mà cô lại đi ha? Tại hồi trước ba mẹ cũng có tiền rồi sang đất rồi đó, lâu lắm rồi tự ai nấy đi. Cũng như hồi nhỏ cô cũng buồn gia đình rồi cô đi luôn. Là bỏ nha, gia đình đi từ mười mấy tuổi tới giờ luôn. Mấy tuổi. Ôi trời. Mấy chục năm nay cô có quay trở về quê hương xứ sở mình chưa? Không có quay về. Nãy con có cuộc điện thoại nên không tập trung. Là cô có mấy anh em? À, cô có mấy anh em? Như cô thứ bảy là cô Út rồi. À, vậy là nhà cô có 8 anh, 6 anh em. Cô nhớ anh em của từng tên anh em mình không? Tại vì anh em mình á là hồi lúc cô 70 tuổi rồi, mấy anh em đó là đi tứ xứ hết. Nhưng rồi, mà cô nhớ không? Cô muốn tìm lại anh em của mình không? Không, cô không tìm lại đâu. Sao vậy? Tại vì cô giận hồi nhỏ tụi cô đi luôn mà. Cô giận gia đình mình là cô giận ba mẹ hay là cô giận anh em? Anh em cũng coi mình cũng không ra gì đâu. Rồi cô đi rồi mấy anh em cũng đi tứ xứ. Bây giờ con cháu nó đâu biết cô đâu. Tại vì là năm nay là 50 mấy năm rồi. Nhưng mà dù sao con thấy cái môi trường sống của cô, cái bối cảnh sống như thế này nó quá khổ cho đối với cái tuổi của cô, thì vì sao cô chấp nhận sống ở đây mà không tìm về cái quê hương của mình?
Tại vì hồi nhỏ là cô dặn cô đi tới giờ luôn. À, năm nay nó đi chỗ này chỗ kia sinh sống. Mà hồi lúc đó mấy đứa cháu mới 4-5 tuổi. Nhỏ nhỏ, còn năm nay nó cũng 50-mấy tuổi. Đó, thành ra cô không biết mặt thế nào. Cô tên đầy đủ là gì cô nhớ không? Thứ Bảy, tên Bảy. Họ mà tên đầy đủ? Cô Nguyễn Thị Bảy. Nguyễn Thị Bảy năm nay là 70, 76. Nguyễn, cô năm nay 70. 70, 70. Cô Tuấn Ngọ. À, anh hai của mình tên gì cô? À, anh hai thì tên Bé. Bé, anh ba? Anh ba Thành. Thành, anh Tư? Anh Tư Hữu. Hữu, anh Năm? À, không phải anh Năm đâu. Chị Năm tên gì? Lan. Lan, chị Sáu? Sáu hay Bảy? Sáu, chị Sáu là tên Hoa. Vậy là có 4, 3 anh và 2 chị. Là cô là thứ 4 nam 3 nữ. 4 nam 3 nữ đúng không? Cô Út. Cô là thứ Út. Lúc cô đi thì cái anh hai của cô là bao nhiêu tuổi? Anh hai thì 4 mấy ha, 3 mấy đó. Anh hai của cô 70 tuổi. À, anh hai của cô chắc bây giờ chắc cũng không còn đâu. Không còn, già hết. Cô nhớ tên ba mẹ của mình không? Ba mẹ thì tên Lan. Lan. Ba là Út. Tên gì Lan cô? Ba thì Nguyễn thì Út, Nguyễn Văn Út. Mẹ thì Võ Thị Lan. Võ Thị Lan. Ba là Nguyễn Út, mẹ này. Quê ở Bạc Liêu, ở xã Hiệp Thành. Lâu lắm rồi con. Lâu lắm. Mấy chục năm trời. Cô sống ở đây được bao lâu rồi? Cô sống ở đây mới mấy tháng, cũng như 7-8 tháng vậy. 7-8 tháng. Rồi cô sống trước đây cô bán vé số. Bây giờ thì chân của cô là con thấy hai cái nạn là chân của cô bị sao mà có hai cái nạn như thế này? Cô gãy ở đây nè, gãy xương đùi. À, mua thì nhỏ em nó mua giùm mua hai ăn tập. Yeah. Rồi bây giờ là không bán vé số nữa thì tiền đâu cô sinh hoạt? Cũng như bà con người ta cũng cho, người này cho đồ ăn rồi người ta cho tiền rồi uống thuốc đó. Ở đây thì mưa gió nè, con thấy tấm bạt của mình nó trộn vẹn là không đầy 4 mét vuông nữa. Thì không 2 mét vuông với 4 mét vuông nha. Bên đây 2 mét, bên đây chừng mét chứ gì. Khoảng 2 mét vuông thôi. Tại cuốn lên nó không tạt. Rồi mưa gió thì sao, tạt không? Cũng như lúc trước không có 2 tấm bạt này thì cô bị tạt. Dạ. Rồi giờ có 2 tấm bạt này là cô không có bị tạt. 2 tấm bạt này. Nhưng mà găm găm nha. Người ta cho cô hay sao? Người ta lại người ta che luôn, người ta cho cô. Vậy hả? Như vậy cái chỗ ngủ của cô như thế nào cô? Hả? Cô ngủ ở đây, cô trái cái này nè. Xuống đây. Cô nằm trong ghế đá luôn. Ừ. Có bữa nực quá thì cô cuốn nó rồi. Cô ngủ trên ghế đá? Ừ. Cô ngủ trên ghế đá. Rồi nực quá thì cuốn lại. Thật ra là tuổi của cô như thế này ngủ không sợ kệ xấu sao? Thì cô cũng sợ mà cô đâu có tiền gì đâu trong túi đâu. Tại vì mấy đứa bảo vệ nó ở đây. Dạ. Ở đây rồi người ta mua bán người ta cũng ở gần đây. Dạ. Rồi hàng ngày là ai cho gì cô ăn đó? Cô này thì ra giặt đồ và tạt cùng cô. Giặt đồ với làm cái gì? À, cũng như làm gì cô làm đấy. Cô nè bên đây hả? Giặt đồ giùm cô hả? Cô thì quan tâm cái là cô qua đây ngồi đi, cô qua đây ngồi đi. Cái này ngồi hả? Cô ngồi ở trên cái bệ này nè. Được không? Cô ngồi trên đó được không? Nè nè nè, ngồi cái ghế đó con. Ôi trời. Ừ. Rồi cô là sao với lại cô này? Cô không có bà con gì trên, cô bán cà phê trong nhà lắm. Dạ. Cô đầu thì thấy bà bán giấy số, bà nằm trên cái đá này thôi, cô thấy không có gì trở ngại. Rồi sau khi bán giấy số rồi đâu được thời gian cho bà té, đi vô nhà vệ sinh công cộng đó, trợt té mới gãy cái xương chậu. Rồi từ cái lúc đó là tôi ở đây tôi nhìn thấy hoàn cảnh như vậy đơn chí quá đi, tôi muốn phụ họ tiếp giặt quần giặt áo. Dù bà có sai gì thì tôi làm đó. Còn cơm á thì
ai cho ăn cái gì ăn cái đấy. Gốc của cô là ở Bạc Liêu, ở Cà Mau, ở Cần Thơ này luôn. Gốc cô ở tại đây, ở tại quận Cái Răng, là coi như là cô rành hết trơn. Cô này thì cô không biết, cô này chỉ biết cô này là ngủ trên băng ghế lần đầu chỉ tiên. Chỉ biết đó. Lần đầu tiên là biết là bà bán cái kia, ví dụ sáng đi xách chừng vài chục tờ giấy số rồi về chiều về ngủ tại băng đá này. À. Chỉ biết vậy thôi. Dạ. Rồi sau khi là bà bị té gãy xương chậu rồi lúc đó là ở hàng xóm ở chợ này người ta thấy gì người ta quan tâm tới, người ta cho 10.000, 20.000 cái cho bánh, cho đồ ăn. Đó. Còn cái gì mà bà muốn cần thì bà sai tôi á, tôi đi mua. Để còn quần áo thì xách nước là tôi giặt. Coi giống như là mẹ của mình luôn. Thì giống như là người thân đi. Dạ. Để vậy tôi làm gọi là làm không công đó. À. Thấy tội nghiệp thì cứ làm. À. Chứ không có suy nghĩ là sâu xa gì hết. Vậy sao mình không ở đây, mình không chung tay nhau ít mướn nhà trọ cho cô ở cho nó khỏe hơn tí xíu. Mướn nhà trọ thì không phải là không được. Thứ nhất tiền bà không có, thứ hai nữa bà không còn giấy tờ gì hết, mà nhà trọ thì phải có người nuôi. Bà gãy xương như vậy không có người nuôi, không có vận động được thì người ta không chứa. À vậy là cô mất hết giấy tờ, không có giấy tờ gì hết không ha? Không có giấy tờ gì hết. Bị bọn ác nâng cấp lấy tiền lấy bạc rồi mất giấy tờ hết rồi. À. Về tới đây là không còn cái gì hết, chỉ còn một thân già vậy thôi đó. À, con muốn hỏi cô trong cái lúc mà cô đi gọi là bỏ nhà ra đi á, thì lúc đó cô làm công việc gì từ mười mấy tuổi cho đến bây giờ? Hồi trước á, hồi còn nhỏ cô cũng mua bán rồi mà. Cô cũng mua bán mà cô đi từ ở dưới Bạc Liêu đi lên đây. Rồi cô sống ở đâu cô cũng có sống được, tại vì tánh cô không biết tạp. Rồi có lúc cô cũng đi mần mướn người ta năm mà vì năm bệnh dịch á, cô không chịu làm, tại mình lớn tuổi rồi mà mình làm đó bệnh rồi đó, cô không chịu. Rồi cô đi về, cô về chỗ Sóc Trăng á, cô cũng đi tứ xứ vậy, về thì mần ăn cũng nông nổi. Nhưng mà lúc mà cô còn trẻ thì cô cũng gặp được những cái mối tình của mình, cô chắc cô cũng có những cái người đàn ông phải họ muốn thổ lộ tình yêu đối với một người cô gái lúc còn trẻ, thì lúc đó cô không có mối tình nào hay là không có gia đình có, nhưng mà thì cái người thì mình vừa ý, cái người mình không vừa ý thì nó đang quan tới mà cô không có chồng rồi. Không có chồng cũng như cái người thì mình vừa ý, còn người mình không có vừa ý mà đến với mình mà cô không chịu gì. Cái nơi nào là cô trụ ở đó lâu nhất? Trụ ở đó lâu nhất là ở Sóc Trăng. Và thời gian mà cô trụ ở đó là cô làm cái công việc gì để sinh sống mỗi ngày? Cũng như cô cũng mua bán cái ao cải này cái nọ đó, cô sinh sống mỗi ngày thì cũng được đi. Rồi cô lên đây là cô ấy bán cái số là mấy chục tờ nhỏ nãy đó, là nó bỏ cái số cho cô. Rồi từ ngày cô té tới giờ là cô không có đi đâu, không có mua bán gì được. Rồi mua bán ở Sóc Trăng đó là cũng có trong cái cuộc sống rồi mà như thế nào phải khiến cho cô phải đi những cái nơi khác nữa? Cũng như cô mần ăn thất bại hoài, nhiều khi không đủ ăn. Rồi cô đi buồn, rồi cô đi chợ Cái Răng là cô chưa biết đường bây giờ nữa. Cũng chưa biết đường nữa, rồi á đi rồi tới chợ Cái Răng nè là rồi giúp cầu đó, cô xuống. Có bao giờ cô đi một mình lang thang như vậy rồi bị những kẻ xấu họ tấn công không? Cũng như cô không có dám nói chuyện với ai. Tính cô hồi nào tới giờ là cô không có nói gì. Lúc mà cô ở dưới Bạc Liêu rồi là cô cũng có nhà cô mướn, rồi làm ăn thất bại hoài, cô buồn cô đi tứ xứ tùm lum. Lúc đó cô làm gì thất bại ngoài việc mua rau củ? Cũng như rau củ mà rau củ buôn bán nhỏ hay gì? À buôn bán nhỏ, mua gánh bán bưng ha. Có lời kiếm được, à có lúc cũng có lời. Dạ. Vậy người dạ người ta sống á, là có con cái phụng dưỡng, tuổi già thì phải có ít ra cũng phải một ngôi nhà trọ hay một mái nhà.
cô thì lại lầm lũi bên bờ sông này, có bao giờ cô sợ là nửa đêm trái gió trở trời rồi đôi khi mình ngủ rồi mình không thức luôn không? Cô cũng biết chị nhưng mà cô vô từ thiện nó cũng không dám lãnh. Cũng như cô không có... Xin vô chùa, nó không có người nuôi. Cũng như cô đi đứng không được. Bây giờ cô chỉ ngồi tại chỗ thôi, cô đi không được. Đi không được. Bữa hổm cô này dẫn cô đi, cô còn té. Kè đó tôi chịu khó là tôi có cái nạn rồi, kêu bà là một cái nạn nè. Dạ. Một cái nạn đó là tôi phải trâu cái cổ tôi lại, tôi bảo bà tiếp rồi đi. À. Đi là đi đó. Dạ. Nhưng mà đi chừng vài chục bước là mỏi rồi. Ra là đi không được lâu. Thấy cô này nhìn gương mặt rất là có hậu và thậm chí là lo cho một người xa lạ đối với mình, nhưng mà lo như là một người thân trong nhà, rất là quý ha. Rồi việc ăn uống là giặt giũ là cô lo đúng không? Rồi còn việc ăn uống thì sao? Thì ai cho gì cô ăn cái nấy. Dạ. Nhiều khi người ta cho cái đồ cô tiểu đường nữa mà. Cái đồ mà cô không dám ăn cô cũng để tới chiều. Rồi những cái hộp này là ai mua cho cô? Người ta bán đó. Thuốc á? Người ta bán thuốc nè. Đường thuốc? Đường thuốc. Dạ. Cái này cũng như người ta góp tiền đó. Dạ. Người ta cho cô rồi cô mua. Cái này năm mấy ngàn thôi. Sáng nay cô ăn cơm cái gì á? Cô ăn mì. Đâu con cơm phải? Ăn hết rồi. Ăn hết rồi hả? Ôi trời ơi. Này là nước người ta cho cô luôn hay sao? Người ta cho. Người ta cho hết. Tối cô trải nghiệm cô ngủ sao cô có thể cô... trải cho tụi con xem được không? Cô trải ra mà nực rồi cô cuốn lại. À, có một cái mùng nữa nè cô bác anh chị. Cái mùng lúc trước á là không có. Dạ. Lúc sau này ta đây cho. Là không có cái gì hết. Chỉ có cái bàn ghế đá với một cái tấm cao su phủ xuống thôi. Dạ. Rồi sau này là té đi. Dạ. Té ta mới chị bán dép á, chị mới cho cây dù. À. Rồi xong á là những người xung quanh hàng xóm á thì người ta đi chợ ngang, người ta thấy hoàn cảnh như vậy mà cho cái cây su. À. Đó. Rồi có nghĩa là tôi thì tôi cho cái ghế bố. Nhưng mà ghế bố rồi cái ngồi lên người xuống không được, cái tuột tới được luôn cái trầy. Cái trầy cái nó làm độc, cái phải thuốc men một thời gian nữa, thành ra bỏ cái bố phải nằm trên băng đá. Dạ. Còn nằm trên băng đá, còn chiếc xe. Chiếc xe là người ta tôi thấy là bà này nếu mà trường hợp bà đi đứng được thì người ta sẽ cho chiếc xe đó. Dạ. Trước mắt là người ta gửi trước chiếc xe. Dạ. Gửi trước chứ chưa có cho. Chưa có cho. Dạ. Yeah. Người nói chừng nào quá đi tới đi lui được rồi lấy xe đó là để tới đi lui bán vé số. Nhưng mà chiếc xe đó để đây để lâu ngày nó xiết sao? Mưa nè. Cô chưa biết cái xe. Trời ơi, tối cô ngủ sao đâu, cô cho con trải ra cho tụi con xem được không? Tại thấy thương quá. Ở đây là có chai xịt mũi rồi có một cái thùng nhựa đó. Một chai dầu nóng nữa nè. Tao mới cho kêu khúc đồ. Bà cụ thì cho tiền nhiều cũng không được nữa. Cô nghĩ ở đây là mình sẽ ở tạm hay là còn di dời đi đâu nữa không cô? Cô nghĩ rằng nếu mà hết thì cô cũng ở vòng vòng đây. Như vậy là cô sẽ trụ nơi đây luôn rồi ha. Hả? Quyết định là mình ở nơi đây luôn ha. Cũng như cô hết bệnh rồi cô cũng đâu có đi đâu nữa. Dạ. Nhưng mà cái ý của bà thì bà tâm sự với tôi mới nói là cũng có một cái nơi là coi như là định cư lâu dài đó, là kiếm những cái nhà hảo tâm mà người ta giúp đỡ bằng cách đưa bà vô những cái trại dưỡng lão. Đưa vô trại dưỡng lão hay vô dạ. Chùa vậy ha? Chùa thì là phải có người nuôi mà à. Thì người ta không nhận rồi, có hỏi rồi. Dạ. Ước mơ là chỉ được vô trại dưỡng lão thôi. Dạ. Trại dưỡng lão ở đây gần không? Trại dưỡng lão ở trên Bình Thủy á. Là ở là bao nhiêu một tháng? Không thì không biết, tùy. Tại vì chưa có trực tiếp đi lên hỏi. Con có một biết một cái trại dưỡng lão là nuôi người già ở ngay tại Tháp 10 á, nhận rất là nhiều người ông cụ bà cụ luôn. Tháp 10 là ở Đồng Tháp. Dạ. Bà muốn đi á, bà muốn đi á thì bà cái nguyện vọng của bà là muốn đi tới trại dưỡng lão nhưng mà không có cái người để giúp đỡ bằng cách là liên hệ với cái bên cái trung tâm bên trung tâm đó, cho nên là nếu mấy cậu có
có làm được cái chuyện đó là rất là quý. Dạ. Bà muốn đi đó. Dạ. Tại vì sống ở đây thì coi như là sống. Có bao giờ thôi. muốn tìm về con cháu của mình không bà? Đâu có. À vậy đó hả? Trải ngủ vậy đó hả? Cái này thì nực quá. À. Rồi nằm xuống là ngủ rồi. Chạy nực cô đâu ngủ được. Rồi tiếng máy chạy lạch tạch rồi sao ngủ trời. Thì vậy đó, một đêm ngủ chưa được 3 tiếng nữa. Bà muốn khóc rồi kìa. Cái chợ nổi này thì tàu ghe chắc chạy sáng đêm quá. Chạy khuya cả 2 giờ là chạy rồi. Sao bà khóc á? Con hỏi tới, ví dụ như cô buồn á, bà buồn á. Rồi con hỏi tới là cô khóc. Buồn gì có thể nói để tụi con có thể hỗ trợ bà được phần nào? Cô cũng buồn đủ thứ hết trơn. Lo tới giờ mà hết tiền mình uống thuốc rồi không biết tiền đâu. Đó. Rồi đau nhất. Còn thấy hết thuốc rồi đau nhất. Rồi ăn đồ mà có đường á, lên đường thì nó tiểu hoài. À đi vệ sinh rồi sao đi? Đi vệ sinh thì ít lắm. Dạ? Ít lắm. Tự tiểu đây luôn hả? Ôi trời ơi, khủng khiếp vậy. Tự tiểu rồi á, tôi ở đây là tôi vệ sinh. Dạ. Tôi có cái cây nước tẩy. Cũng hơi nghe mùi nước tiểu đây nè. Ôi thấy bà khóc mà tuổi già rồi. Bữa nào bà cũng khóc. Ngày khóc không biết là đau đớn khóc hả bà, hay là khổ về nội tâm? Khóc ngồi đây còn đâu có chịu nổi. Vậy hả? Rồi tối ngủ cũng khóc. Tại ngủ thì nực nội không? Nực vậy đó. Có khi nào bà nghĩ rằng bà hối hận cái việc ngày xưa bà bỏ ra đi không? Cũng hối hận, nhưng mà bây giờ cũng mình không có chồng con cũng đâu ai nữa. Một, ở ngoài trước là một cái khu chợ xô bồ nhộn nhịp bao nhiêu thì ở ngoài sau lưng này lại lặng lẽ, buồn tẻ bấy nhiêu. Buồn. Bà có bao giờ bà nhìn xuống dòng sông bà thấy cái lục bình nó trôi dưới, thấy số phận của mình nó lên giống vậy không? Cũng thấy buồn mà biết làm gì giờ. Nếu mà gặp dò đi được thì đi bán cái số cũng đỡ. Ừ. Người ta cũng có tới. Dạ. Tìm cách giúp đỡ cho bà. Dạ. Là điều trị cái chân. Nhưng mà chưa có cơ. Chưa có cơ hội để điều trị. Chưa có cơ hội, thứ nhất tiền chưa có. Nhưng mà lòng người ta đã muốn rồi, muốn giúp rồi. Thứ hai nữa là không có người nuôi. Đúng nếu rồi. Vô bệnh viện là phải có người nuôi. Đúng rồi. Từ cái chỗ đó là còn là nó chưa có nản mũi về cái chuyện gì đó. Dạ. Bây giờ con hỏi bà nè, bà có ước muốn gì không? Bà ước muốn gì bà nói con nghe đó. Ước muốn là cặp chân đi được. Ước muốn cặp chân đi được thôi. Cũng không ước muốn gì á, chỉ cặp chân đi được để bán vé số thôi, đúng không? Chứ bây giờ cặp chân đi không được cũng ngồi tại chỗ thôi, cũng buồn. Bức cứt cái lắm rồi. Không phải được vui vẻ đâu. Dạ. Buồn ghê ha. Mình về cũng sống cũng không có yên được. Nhưng mà một tia hy vọng nho nhỏ, nếu mà mình được trở về đó, đó là cái điều mà hạnh phúc nhất trong đời mình mà cô. Cũng như là cô cũng hạnh phúc, nhưng mà cô dặn hồi lúc nhỏ, cô ước lòng rồi cô có đi luôn mà. Ước lòng rồi đi hả? Ở đây thì nếu như mà gửi tiền cho bà thì ai sẽ giữ? Nhất nếu trường hợp ít thì bà sẽ giữ. Dạ. Còn nếu nhiều, nếu có số nhiều thì bà sẽ gửi tôi. Dạ. Khi nào cần mà bà hú một cái là bó mặt. À. Cũng như mua thuốc lần 200 mấy ngàn. Mua thuốc, mua men, muốn ăn hay là cần cái gì á là kêu tôi. Hết tiền ra chi ơi, hết tiền rồi đưa cho chị tiền xài. Thì
mình cũng giữ giùm cho bà. Lúc bà bị tai nạn bà có đi vào bệnh viện khám bệnh gì không bà? Có đi chụp hình đúng không? Tiền đâu mình chụp hình? Tiền thì bà con người ta đóng góp á, người ta cho. Tôi làm xấu tôi đi xin. Làm tốt chứ làm xấu gì? Làm xấu cái mặt. Ở đó không có đi xin bây giờ. Đi xuống mặn cái gì á? Đi xe đạp để hẳn á. Cho tiền cô chứ cho. Dạ. Ở đây người ta cũng tốt bụng lắm luôn. Cho nói chung là mình sống tốt thì mọi người đều đưa thương quan tâm cô hoàn cảnh của mình. Cũng nói tội nghiệp cô. Ê. Hiện giờ trong người cô còn tiền không? Có hết tiền. Thôi không có chỗ ngồi luôn, không có chỗ ngồi luôn. Thôi thì xa xa ra tí xíu anh Tổng. Hầm lắm cô bác anh chị, rất là hầm luôn. Tại vì cái tấm bạc này á, mưa thì đặc, gió lùa, nắng thì hầm. Trời mưa mà cô ngủ được. Dạ. Trời nắng ngủ không được. Nóng quá, chạy dễ mồ hôi. Mưa nhẹ nhẹ thì ngủ được, mà trời mưa mà gió bão thì bà nắm cây dù nó bay thì bà đi theo luôn. Hôm nay đến đây con thay mặt cho, tại vì cô á thì bây giờ con trước mắt á thì con gửi cho cô để mua thuốc men gì uống ha. Không dám gửi tiền cho cô nhiều, lý do là cô còn phải còn ở đây thì nó rất là nguy hiểm, và phải để tìm hiểu thời gian có duyên đó thì được đưa cô trở người thân của cô á, có thể là gặp cô thì rước cô về hoặc là đưa cô vô bệnh viện dưỡng lão, đó là cách tốt nhất. Còn nhất thời bây giờ thì Bùi Hồ xin thay mặt cho cô Mai Hoàng ở Úc á, gửi cho trích quỹ của cô, gửi cho bà 1 triệu. Cảm ơn nhà từ thiện, cảm ơn mấy con. Dạ, để mà mua thuốc đồ uống nè, rồi sinh hoạt ăn bồi bổ đồ vô. Còn cái cách tốt nhất á, một là đưa bà vô viện dưỡng lão, còn hai á thì bà sẽ trở về lại quê hương của Bạc Liêu của mình. Mong những video clip như thế này sẽ lan rộng đến mọi người để có thể người thân của bà có thể tìm gặp một người cô, một người bà thất lạc hơn 50 năm trời hay cô bác quý anh chị. Chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị cũng như là cô Mai Hoàng ở Úc đã hỗ trợ đồng hành cùng với Bùi Hồ cũng như quý Mạnh Thường Quân. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là anh em xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ạ. Thôi con về ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn bà con. Yeah. Yeah.